Em xin chào quý vị và các bạn Tiếp tục em lại về thêm một cái con máy của dòng Toshiba nhé Dòng Linabook Con máy này thì của nó là về thì rất là ok nhé Đó. Nhìn bên trên này rất là đẹp Đó. Đó. Xung quanh rất là ok có chỉ bị tí ở uh, đây góc này là mất cái nấp sơn một tí tị gọi là Nấp sơn đấy nhá, Đó, ok. Đó. đằng sau rất ok. Đó. con máy này thì nó gọi là dòng máy gần như là nhẹ nhất thế giới luôn, một máy cực kỳ siêu nhẹ luôn. Đó. Đây, con này thì của nó phải nói là uh, thiết kế cực kỳ gọi là, là 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 nhẹ luôn quý vị cầm rất là sướng nhá. Đó. Nhưng uh, cũng chính vì nhẹ thế cho nên là mình cũng uh, sẽ uh, cái, cái, cái 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 lớp vỏ này, đó, Nó sẽ không được chắc chắn như những cái thằng uh, kiểu như dạng như là nó nằm dày. Nó làm dày thì cái uh, nó làm dày là một cái thứ hai vỏ nó cứng là thứ hai thì nó sẽ bảo vệ cái uh, cái, cái cái mạch nó sẽ tốt hơn nhé còn những con này thì quý vị nên cầm ở những cái phần trọng tâm nhé cầm những cái phần trọng tâm chẳng hạn như là ví dụ như mình gặp thế này Đó. ví dụ thay vì mình cầm này Đó. mình cầm cái cạnh này cầm cái cạnh này thì nó sẽ không chắc chắn thì mình có thể cầm giữa này nhé Đó. Đó. mình sẽ cầm giữa đấy là theo quan điểm của 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 em nó là như vậy còn tùy mọi người thôi Đó. ví dụ cầm này vẫn được nhưng mà nên tránh cầm các cái góc cạnh bởi vì ví dụ nó làm rất mỏng này, siêu mỏng này Đó rất mỏng và nhẹ cho nên là mình cũng sẽ phải uh, uh, lâng lưu hơn so với những cái khác một chút xíu nhé <laughs> bên ngoài đấy thì uh, bên trong đây bên trong thì rất là ok nhé có tí này gọi là cái kiểu dạng tem người ta dán vào Đó. thì là nó còn có hẳn cái vết tem thôi còn đâu là tất cả ok nhé chữ nghĩa các thứ rất là nét căng Đó. Đấy. màn về các thứ nhìn rất là đẹp nhé rất ok luôn Đó. à đây đó cái cái lại nói về cái màn thì những cái thằng những cái thằng màn này nó không full HD thì nó sẽ làm dày hơn một chút xíu và <laughs> vì nó làm dày cho nên là cái phần phản quang nó sẽ rất là ít nhé đó. còn cái thằng này nó làm mỏng hơn cái màn nó mỏng hơn màn full HD nó mỏng hơn đó cho nên là nó hay ốp sát vào cái phần trong này và vì cái màn nó mỏng đâm ra là nó sẽ thường hần lên những cái gọi là cái ánh sáng ấy. thì đây là cái bệnh gọi là bệnh bệnh gọi là bệnh bệnh, bệnh um, chuyên kỳ của cái dòng 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 máy của hãng đi Búc này rồi Đấy. nó là bệnh chuyên kỳ luôn rồi Đấy, dùng luôn không sao cả đời chả vấn đề gì cả Đó. nó sát thôi chứ không phải là chứ không phải màn hỏng nhé đây là không phải cái màn nó hỏng đâu nhé quý vị nhé Đấy. rồi ok Đấy thì là nó sẽ có kiểu như là tình trạng cái chỗ hơi ấy một tí gợn này, Đó. rồi còn nói chung là tinh thì mới thấy chứ còn đá, ví dụ như em để nhà thì chắc là không thấy được rồi, Đó, trên các màu này thì không thể thấy được, Đó. chỉ có những cái màu trắng như vậy thôi là mình sẽ thấy một chút xíu thôi. Đó. Ai cảm thấy là cái đấy nó không ok thì thôi bỏ qua. Còn đâu là uh, em thấy những cái này thì nó vẫn là vô tư luôn không vấn đề gì cả. Ok, này ví dụ chẳng hạn như khi mình ta khi chúng ta gặp rồi nhá, thì chúng ta, ấy, nhưng mà khi mà 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 chúng ta đã mở ra rồi thì cái này cái này quý vị lên cầm cả hai, đấy, quý vị lên cầm bên này và bên này nhá. Đấy, Đây là theo em lời khuyên của em là như thế. Còn quý vị thực ra quý vị cầm vẫn được đấy, nhưng mà khi cầm nhá, quý vị nhìn này, đấy, khi cầm ấy nó sẽ vì nó mỏng là một cái thứ hai nó sẽ không như những cái thằng hợp kim nhôm. À, như thằng những những thằng nhôm kiểu dạng nhà là là nhôm dày chẳng hạn như những thằng này là nhôm dày thì mình có thể cầm thế nhưng thằng này ấy, cầm ấy thì quý vị cầm như vậy có thể sẽ uốn cả cái mạch này à, và nó sẽ làm cho cả cái mạch này nó cong lên à, nó sẽ ảnh hưởng cái mạch nó không tốt đâu. đấy là đấy là theo theo lời khuyên của em như thế bởi vì à, những thằng nào nó mỏng thì nó sẽ có những cái rất hay nhưng nó sẽ có những cái mà nhược điểm một chút xíu đó à tuy nhiên trong thời gian gần đây thì em thấy là uh, máy tính thì thiên càng ngày về càng mỏng, Đó. Đấy, nhưng mà nói chung là mỏng thì nó sẽ có những cái ưu điểm và có những cái nhược điểm thì em nói qua cái nhược điểm này quý vị biết để mình có thể tránh được nha quý vị nhé. đây còn về cấu hình đây cấu hình của của con này nhé Đây là con dòng Dynabook G83 này Đấy. Con này là i5-8250 Đó. Chạy 8 CPU và xung nhịp là 1.8 nhé RAM của nó 8GB RAM 8GB nhé Đó. À, con này là độ phân giải là 1920 x 1080 nhé. Đó. Màn Full HD nha quý vị nhé. Đó. Màn Full HD. Con này ổ cứng của nó là ổ uh, 256 nhé Ổ 256 Đó. Nói chung là cấu hình gì ok rồi Đó. Máy móc các thứ ok Nói chung là uh, Cũng không có điểm gì để chê cả Con này phải rất là ok Đó. Các cái uh, Đây là thẻ SD này Tai nghe này Cổng HDMI này Cổng tai c này Chân sạc này Đó. Đó. Con này cầm nhẹ cũng nhận sướng thật Thiết kế đẹp Đây là hai cổng USB này và đây là cả, à, cái uh, cổng mạng nan nhé. Ok ạ. Em xin được báo giá nhé. Giá của con này là 4 triệu 850 nghìn nhé. 4 triệu 850 nghìn nhé. Tất cả hàng dòng này nhà em là đều hàng về đều nguyên bản hết nha quý vị nhé. Không có chọc ngoáy sửa chữa gì cả. Hàng về có sao nhà em bán vậy. Đấy. Và tất cả này là nhà em đều bao test một tuần cho quý vị kể từ ngày quý vị nhận hàng. Và được tặng kèm theo sạc zin à, theo máy nha quý vị nhé pin tất cả bọn này pin đều trên 3 giờ hết quý vị nhé pin đều trên 3 giờ hết dạ vâng thấy quý vị nào lấy thì alo cho em nhé số điện thoại của em là 0966 594 581 địa chỉ là 57 phố Nguyễn Hoàng phường Mỹ Đình 2 quận Nam từ Liêm Hà Nội dạ vâng em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo của bên em